À, ở đây chính thì sẽ giới thiệu với em các phương thức mà chúng ta kết xuất cái trang trang web của chúng ta, trang HTML chúng ta. Thì hiện nay thì có 3 chiến lược để phát triển cái ứng dụng trang web của chúng ta. Nó là chúng ta kết xuất con phím máy chủ, hoặc là chúng ta kết xuất trang đơn, hoặc là chúng ta kết hợp giữa hai cái phương pháp trên này, hai phương pháp trên này. Ha. Thì cái phương pháp kết xuất máy chủ đó là máy chủ sẽ tạo và gửi trang mới, trang HTML mới cho mỗi cái đường dẫn được truy xuất, à. Có nghĩa là máy chủ sẽ tạo và gửi những cái trang mới cho mỗi cái đường truy xuất chúng ta. Hay có nghĩa là giống như hồi xưa giờ, người ta thiết kế web thường nó thiết kế theo cái chiến lược một này nè, chiến lược một này nè. Ha. Có nghĩa là khi mà người dùng mở trình duyệt web ra, người dùng nhập vào địa chỉ của trang web, à. Và khi người dùng nhập vào địa chỉ trang web thì cái trình duyệt sẽ gửi cái yêu cầu đó lên trên máy chủ, và máy chủ sẽ thực hiện cái yêu cầu đó, thực hiện cái yêu cầu đó. Sau thí dụ như máy chủ yêu cầu ví dụ truy cập vô cái trang web nào đó, thì bên phía máy chủ nó sẽ sang em, nó sẽ coi cái trang web nó có hay không, à, rồi web đó web động hay web tĩnh. Thí dụ như web động nó cần truy cập vô cơ sở dữ liệu rằng nó lấy dữ liệu vào và nó kết xuất cái dữ liệu đó ra trang web động, nó thành web tĩnh, rồi sau nó chở gửi về cho phía máy lên, phía bên người dùng, và trình duyệt nó sẽ xử lý kết xuất cái kết quả lên cho người dùng dùng xem. Và mỗi lần chúng ta gửi yêu cầu lên như thế thì nó coi như là một cái yêu cầu mới, và server nó sẽ thực hiện và nó gửi cái yêu cầu nó về, thường là một cái trang HTML mới về cho cái yêu cầu cho phía lên. Thì cái nó hay nó còn được gọi là cái ứng dụng đa trang. À, thì cái phương pháp này người ta thường gọi là nó là cái phương pháp truyền thống hồi xưa giờ đó, hiểu không? Thì cái phương pháp này đó này, nếu mấy em thầy nghĩ là mấy em có học rồi, học cái môn học hàng hay 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 CT 275, dường như môn công nghệ web hoặc web cơ bản, công nghệ web này vậy. Có học môn này chưa mấy em? Mấy em môn này chưa? CT 275 nè, thầy nghĩ mấy em có học rồi và chắc học thầy bảo luôn, đúng không? Alo, lớp chúng ta Dạ đúng rồi thầy. đúng không? Các mấy em thầy nghĩ mấy em có học môn này rồi và thầy bảo dạy mấy em, thầy bảo dạy mấy em luôn đó. À, thầy bảo dạy đó, thì đó là cái chúng ta thiết kế theo kiểu kết xuất từ máy chủ, kết xuất từ máy chủ. Thì mấy em thấy kết xuất từ máy chủ này nó thì cái máy chủ nó xử lý rất là nhiều, đúng không? Yêu làm gửi yêu cầu lên cho nó, thì nó sẽ coi cái yêu cầu đó nó thực hiện được không, nếu không thì nó gửi về qua ngoài báo lỗi gì đó. Còn có ví dụ như là yêu cầu của trang web đó, thì nó sẽ kết xuất cái trang web đó ra, rồi sau đó nó gửi, nó web tĩnh hoặc là web động cần lấy dữ liệu của nó thì thực hiện, nó lấy dữ liệu xong rồi kết xuất thành trang web tĩnh, rồi nó gửi về cho người dùng. Và mỗi lần gửi yêu cầu lên như thế thì nó coi như là cái xuất mới và nó thực hiện. À, thì như bác này thì các em thấy bên phía server nó sao nè, nó xử lý rất là nhiều, được không? À, thì bây giờ có phương pháp thứ hai, đó là nó gọi là ứng dụng trang đơn. Nó viết tắt của từ này, em nhớ từ này luôn ha, là single page application nè. Đây thì phương pháp này đó, máy chủ chỉ gửi duy nhất một trang cho mỗi đường dẫn được truy xuất, à, có nghĩa là mỗi cái yêu cầu ở dưới gửi lên thì máy chủ nó chỉ gửi về duy nhất cái một trang thôi, giống như trang web đúng sai, chúng ta chỉ có một trang một nhé, à, chỉ có một trang thôi, và trình duyệt cái sợi cái JavaScript, à, để thực hiện cái nội dung đó. Nội dung. Thì theo phương pháp này thì theo phương pháp này thì mấy em thấy máy chủ nó gửi gì nhất một trang này, giống như chị cho mọi cái đường dẫn truy xuất, và trình duyệt nó sẽ chạy cái giao ship để thể hiện cái nội dung của trang đó. À, và cái kết xuất bây giờ mấy em nó không kết xuất, nó không kết xuất ở phía máy chủ nữa, mà nó kết xuất ở phía máy gì em, máy khách. À, máy khách. Như vậy thì bây giờ là mọi xử lý về kết xuất thì nó nằm bên phía phía máy máy khách, chứ không giống chờ chứ không 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 còn bên phía máy chủ nữa. Giống như là hình dung như thế này nè, giống như phương pháp truyền thống chúng ta xưa vậy đó ha, giống như phương pháp truyền thống chúng ta là phương pháp một và đã nói thầy gọi phương pháp một là phương pháp truyền thống. Thì thí dụ như là bây giờ cái lấy anh, bên bên phía người dùng đó, bên phía trình duyệt chúng ta đó, gửi yêu cầu ví dụ xây một cái nhà, ví dụ 3 tầng với màu màu xanh, ví dụ như thế,
thì bên dưới server nó sẽ xây dựng cái nhà 3 tầng đó đúng không, với màu xanh, nó gửi về cho phía lên. À, rồi sau đó ví dụ bên phía lên nó gửi lên yêu cầu cũng một cái nhà 3 tầng mà màu đỏ, thì server nó cũng xây cái nhà 3 tầng màu đỏ, nó gửi về cho phía phía lên. Đó là phương pháp truyền thống. À, mỗi yêu cầu ở dưới lên gửi lên và nó coi như là một, nó tạo ra một cái yêu cầu giống như một trang thông tin mới mà nó gửi về. Thì bây giờ là giống như là mình xây dựng, mình phía là server nó xây dựng hết rồi sao nó mới gửi về cho là nó là phương pháp truyền thống này. Còn phương pháp thứ hai của chúng ta ứng dụng nhân đơn, thì thí dụ như là lên nó yêu cầu cái nhà 3 tầng màu xanh, thì sai gì cái thằng server nó xây dựng cái nhà 3 tầng màu xanh nó gửi về cho phía lên, thì bây giờ không, thay vì như thế thì bây giờ nó sao nè, nó gửi hết cái cấu trúc cái nhà 3 tầng đó với cái màu xanh nó về cho phía lên. Ở bên phía lên tự động tự nó xây cái nhà 3 tầng rồi nó với cái màu xanh đó nó có sức lực được không? Lần sau ví dụ như nó muốn nhà, cái nhà 3 tầng màu đỏ, à, thì bây giờ nó không có gửi yêu cầu lên là xây dựng cái nhà phía server là xây dựng cái nhà 3 tầng màu đỏ nữa, tại vì cái kiến trúc xây dựng đó nó gửi về server, nó gửi về cho hết cấu trúc xây dựng của nó rồi. À, sau này nó chỉ cần cái màu gì đó nghe, màu đỏ, nó chỉ cần gửi yêu cầu lên server cái màu đỏ, và server chỉ gửi về cho nó cái màu đỏ, và dưới này nó tự động nó xây cái nhà 3 tầng màu đỏ. Có nghĩa là bây giờ xây dựng bên này nằm ở phía gì, phía 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 bên lấy khách. À, mấy em thấy xử lý khách sức rồi là phía bên bên lấy khách thì chúng ta, à đó là phía cách thứ hai này. Thì các em thấy mỗi lần yêu cầu sao thì nó thường yêu cầu nó lấy dữ liệu vậy thôi, chứ nó không yêu cầu truy cập một cái trang mới hoàn toàn mới. À, như vậy thì các em thấy cái trang đơn chúng ta nó giống như có một cái trang một thì phương pháp thứ hai đó, thì bước đầu của em, à, phương pháp ứng dụng trang đơn này nè, thì các em thấy lúc đầu thì nó nạp hơi chậm, tại vì cái thằng server gửi hết cái cấu trúc về cho nó thì các em thấy nó nạp hơi chậm, nhưng mà mấy lần sau đó, em mấy lần sau nó sẽ thực hiện nhanh. À, mấy lần sau nó chỉ cần yêu cầu server cung cấp dữ liệu cho nó thường chỉ cấp lên server nó lấy dữ liệu thôi cho nó, do đó nó xem nè, nó xem nè. Đó, thì cái phương pháp thứ hai này đó là chúng ta sẽ học cái môn học này, chúng ta sẽ học về đó, chúng ta sẽ học về đó, được chưa? Cái môn học này chúng ta sẽ học về cái phương pháp thứ hai này. Thì cái ứng dụng của phương pháp thứ hai này, bây giờ mấy cái ứng dụng sau này thường ta mấy thiết kế web thường ta cũng đưa thiết kế là cái sinh vô bài application này, này. Sinh vô bài ví dụ như là Facebook nè, hoặc là cái trang Shopee, mấy cái trang Shopee không? À, mấy cái trang Shopee ấy, là nó cũng trang Shopee nó cũng xây dựng theo cái map này nè, map này. Ở trên trang Shopee nó ứng dụng đâu nè, thầy lấy ví dụ cho mấy em coi ha. À, thầy lấy ví dụ chúng ta coi này. Mấy em thấy ví dụ như cái trang, ví dụ như thầy chỉ cập vô trang thanh niên nè, hiểu không? Mấy em chú ý cái chỗ nó load giờ này, trên cái tab nè, cái biểu tượng nó load giờ nè, mấy em coi nè. Đó, thì cái này nó load nhanh hay chậm là do cái đường chìm cái server của chúng ta đúng không? Mấy em thấy nè, mỗi lần cái blip vô nè, nó load về này thấy không, em thấy nó load về này thấy không, à, nó gửi yêu cầu lên server và server gửi về cho nó load về này đó, em thấy nó load thấy chưa, mỗi lần cái em click vô một cái link khác, click lên cái yêu cầu khác nó, ví dụ như chúng ta click vô cái yêu cầu khác đây, ví dụ như này nó đó, thì các em thấy nó load về này, mở qua cái tab mới này em thấy nó load về này thấy không, thấy chưa, nó thì nó lên nhanh chậm thì do cái đường truyền ý ra với do server đúng không, à, server nó đáp ứng như này, à, em thấy đây thấy chưa. À, còn mấy em coi thử cái trang Shopee nè, mấy em coi chữ trang Shopee nè, đây chúng ta coi thử trang Shopee. Đó, thì các em thấy lần đầu nó cũng lót về, nhưng mà mấy em coi cái lần sau này, em coi trên cái biểu tượng này, à, chúng ta thấy giống như là ở đây chúng ta chỉ có một cái trang đơn mà chúng ta click tới đâu nó nhảy tới đó, à nè, mấy em thấy nó nhảy ra đây nè, mấy em thấy nó không có lót nữa không, đây nè, thấy chưa, nè mấy em coi cái biểu tượng nè, cái chỗ chuột thì dài dài như thế này, cái biểu tượng của cái tab trình duyệt đó, nè, thấy. À, khi chúng ta click tới thằng nào là nó nhảy đó, nó như nó không có, em thấy nó không có load, nó từ server về nó đâu, em thấy này, nó đây trang Shopee này là nó thiết kế theo cái phương pháp thứ hai của chúng ta nè, đây em thấy là nó nhảy tới đó chứ nó không có giống như cái trang chỉ cái truyền thống của chúng ta này, em thấy này, thầy click vào cái khác nè, thấy không, nó nhảy tới đây còn giống như trang web này chỉ có một trang một à, một trang một à, nó đây nhảy tới đây nó khác hơn nó không nè, ví dụ là truyền thống này, ví dụ là tôi trẻ này đó, các em biết được một khác nè, em thấy nó lót vậy nè, thấy không, đó chữ cái tab nó thấy không, thấy nó lót vậy nè, thấy chưa, đó, à đó là một cái thầy vừa lấy ví dụ cho em về cái xứng vô bài application.
Shopee em, Shopee cái trang Shopee là nó giới thiệu cái dạng này, này. Còn ví dụ nên cái trang thanh niên với trang báo tuổi trẻ cái này là nó biết theo cái truyền thống như này. À, thì cái phương pháp thứ hai này nó có một cái khuyết điểm là lần đầu lần lót đầu tiên thì nó hơi chậm, nhưng mà mấy lần sau thì rất là nhanh ha. À, rất là nhanh được chưa. À, còn phương pháp thứ ba là chúng ta sao kết hợp hai phương pháp đó lại, kết hợp phương pháp của hai đó lại. À, trang web được tích xuất phía mấy trước của mấy chủ, sau đó nó chạy như là ứng dụng ở trang sinh bay của chúng ta, và nó kết hợp hai cái phương pháp này lại. À, và các pháp trong luật hỗ trợ cho nó em, ví dụ như React, nét của React này, hoặc là bước của View này, vân vân. Đây là những cái công cụ, những cái framework hỗ trợ cho chúng ta viết theo cái phương pháp thứ ba là kết hợp cái phương pháp một và phương pháp hai lại. Lớp một, phương pháp hai lại. À, đó là ba cái phương pháp phát triển là cái sức trang phát triển này này là kiến kiến trúc web của chúng ta đó. Thì ở đây chúng ta sẽ học cái phương pháp thứ hai này. Phương pháp một, lần đầu nhanh, tương tác với người dùng chậm. Còn phương pháp hai, xin vô bay chúng ta lần đầu nó chậm, nhưng mà mấy lần sau thì cảm thấy nó rất là nhanh, nó không cần tải cái trang này, tải lên trang này. Một cái ví dụ cụ thể chúng ta như nãy em thấy là cái trang Shopee, đó là phải giới thiệu cái ứng dụng trang nền của chúng ta đây. Còn phương pháp ba là nó kết hợp hai này lại, phương pháp một phương pháp hai lại. Và trong cái môn học của chúng ta thì chúng ta học, chúng ta phát triển ứng dụng của chúng ta theo phương pháp thứ hai này. À, website của chúng ta theo phương pháp thứ hai, nó gọi là single page application. Em nhớ cái từ viết tắt nó như này luôn nha, đây single page application. Đó là thầy mới vừa giới thiệu cho các em về cái môn học và cái nội dung môn học cũng như hình thức đánh giá, và giới thiệu cái chương trình chúng ta sẽ học. Chương trình là cái ứng dụng mà chúng ta sẽ phát triển theo cái hướng đó là cái hướng ứng dụng trang đơn, và cũng vừa phân tích cho chúng ta ấy là chúng ta có ba cái phương hướng kiến trúc web của chúng ta, ba cái chiến lược phát triển web của chúng ta, đó là ba chiến lược này. Trước giờ thì người ta thường phát triển theo chiến lược thứ nhất mà tạm gọi là cái phương pháp truyền thống đó. Bây giờ người ta thường bắt đầu phát triển theo ứng dụng như mem trang gì trang đơn và kết hợp phương pháp một phương pháp hai là luôn. Đó là ba cái chiến lược phát triển trên web hiện nay, và trong giáo trình chúng ta sẽ học cái phần này. Trong cái ứng dụng web trong này chúng ta sẽ phát triển ứng dụng theo trang đơn. Được chưa? Còn cái phương pháp một thì mấy em đã học, mấy em được học rồi, là mấy em học cái môn công nghệ web đó, mấy học môn công nghệ web thì là chúng ta đã học môn web web rồi. Thì qua cái môn học này thì qua cái HTML, thẻ HTML là chúng ta đều biết hết trơn em, thầy không nhắc lại nữa ha. Đây đây, đó là cái phần giới thiệu của chúng ta. Ok, bây giờ chúng ta qua cái phần cái tiếp mà chúng ta nói về cái nó sẽ à, ta nói gì nó sẽ ở bên có hỏi gì không em, trước khi qua phần mới em có hỏi gì không?